cơm nhiều chút. Ở mấy cái đường nước khác á, chợ sướng quá, là giờ nhìn đường Việt Nam là thấy khổ quá rồi. Xe chở hàng nó chạy kịp giờ ở Sài Gòn. Nhà chị vẫn bớ đi, nhìn ra biển nhà của chị đây này. Đất đấy của nhà chị đúng không? Tiền dài quá mà. Cái cổng xanh ra chắc luôn này. Là đó. Chết cá tìm được xe tải thành phố được không ta? Đúng chứ nhỉ. Đầu ngoài có một vô. Hả? Đầu ngoài bốc vô chứ có một vô. Kiểu giống như cái đầu cái đường ấy chứ. Đầu đi dọc sạt mẹp bên này. Ôi trời ơi, hát ờ. Ôi trời ơi, dài bên năm luôn. Nó đi đâu vậy? À, đi ra vườn. Đi thăm vườn. À, father, à, 안녕하세요. Ông nghe Hàn Quốc. Mấy đứa đâu rồi? Chào bác. Ủa này. Ôi trời ơi, sợ. Ôi. Về nhà đây không nhớ nhà ai đang không chịu uống đó, ai đang nhớ xe hơn. They vomit because of plastic. Yeah, I saw it.